Chào mừng các bạn đến với Chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, việc Việt Nam duy trì mối quan hệ với cả Nga và Ukraine là do chính sách độc lập, tự chủ, không có liên quan gì đến việc hỗ trợ cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột giữa hai quốc gia này. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Một suy diễn đánh phá chính sách 3-0 của Việt Nam, bài viết của Nguyễn Trọng Nghĩa, việc Facebooker xưng nghĩa lê suy diễn sai lệch và xuyên tạc chính sách ngoại giao của Việt Nam là một hành động thiếu trách nhiệm và góp phần làm mất lòng tin của cộng đồng đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam và Luxembourg. Thứ nhất, việc Việt Nam duy trì mối quan hệ ngoại giao với cả Nga và Ukraine không có nghĩa là Việt Nam đứng về phía nào trong xung đột giữa hai nước này. Việt Nam đang thực hiện chính sách 30 trong quan hệ quân sự, không liên minh quân sự hay tham gia vào các liên minh quân sự chống lại một bên nào trong xung đột. Thứ hai, việc Đại Công Quốc Luxembourg viện trợ cho cả Ukraine và Việt Nam không có nghĩa là hai nước này đang ở cùng một phía. Đây là hai mối quan hệ độc lập và không liên quan đến nhau. Việc Facebooker Xuân Nghĩa Lê suy diễn sai lệch và xuyên tạc chính sách ngoại giao của Việt Nam không chỉ làm mất lòng tin của cộng đồng đối với Việt Nam và Luxembourg mà còn gây ra những hệ lụy xấu trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các quốc gia khác. Việc Việt Nam là một đất nước độc lập và chủ quyền và chính sách ngoại giao luôn đặt lợi ích của quốc gia lên hàng đầu. Việc Facebooker Xuân Nghĩa Lê đưa ra suy luận không chính xác về mối quan hệ giữa Việt Nam và Ukraine là một ví dụ rõ ràng về sự thiếu hiểu biết và không chính xác về quan hệ ngoại giao quốc tế. Trong khi Việt Nam là một quốc gia độc lập và tự chủ, chính sách 30 đã chỉ rõ là không tham gia liên minh quân sự, không cho phép các nước sử dụng lãnh thổ của Việt Nam để tiến hành các hoạt động quân sự và không phê chuẩn bất kỳ liên minh quân sự nào chống lại bất kỳ nước nào khác. Việc Việt Nam duy trì mối quan hệ với cả Nga và Ukraine là do chính sách độc lập và tự chủ không có liên quan gì đến việc hỗ trợ cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột giữa hai quốc gia này. Câu nói của Facebooker Sư Nghĩa Lê chỉ là một sự suy luận bất chính và không đúng về quan hệ ngoại giao quốc tế của các quốc gia. Việc suy diễn sai lệch như vậy không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của người viết mà còn ảnh hưởng đến sự hiểu biết và nhận thức của mọi người về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việc đưa ra suy diễn sai lệch nếu trở thành dư luận xấu, độc, đủ mạnh cũng có thể gây ra những tranh cãi và xung đột không cần thiết giữa các quốc gia và tạo ra sự bất ổn trong khu vực vì vậy chúng ta cần phải tránh việc đưa ra các suy diễn không chính xác và đánh giá quan hệ quốc tế dựa trên những giả định và suy luận không chính xác thay vào đó chúng ta cần đặt nền tảng trên nguyên tắc quan hệ ngoại giao quốc tế của các quốc gia đảm bảo sự hiểu biết và đánh giá chính xác về các hoạt động ngoại giao của các quốc gia để đạt được mối quan hệ hòa bình ổn định và cùng có lợi cho tất cả các quốc gia